Nguyên liệu làm nem chua bao gồm có thịt heo, thịt bò, tỏi, ớt, tiêu xay, tiêu hột, đường, muối, bì và bột nêm. Bán gia vị khô á, mình về mình ngâm nước qua đêm, cũng như khoảng mình thì tối hay lấy ra phơi nha. Mình đã ngâm trong nước rồi nè, qua đêm rồi, bây giờ mình rửa, bây giờ mình xả cái nước này xong cái mình sẽ muối, để muối vào để mình chà cho nó sạch. Sau khi mình đã rửa bì xong rồi, mình để cho nó ráo, rồi cái mình để qua một cái tờ giấy cho nó thấm nước ha. Rồi sau đó mình lấy một cái khăn giấy, hồi nãy mình quên quay, mình đã làm xong rồi mình mới nhớ, rồi mình lấy tờ giấy mình làm gì là cho nó càng khô thêm hơn. Mình làm nhiều tờ giấy như vậy rồi, cho thật là khô bì nha, đừng có để gì ướt. Phải cắt nhỏ như vậy ra. Một ít tỏi này mình tắt ra. Rồi tỏi này mình chỉ bóc vỏ thôi nha, rồi mình sắc thôi chứ mình không có đập dập. Tỏi mình đã bóc vỏ, thịt bò mình đã rửa sạch, mình lấy mình giấy thấm nước nha. Rồi bây giờ mình sắc nha. Mình xắt không có cần xắt nhiều lắm đâu, mình xắt đặng rồi mình xay á, mình cứ để mình xắt thôi, cứ xắt cục cục nhỏ nhỏ gì thì rồi tại nhà mình có máy xay á. Rồi còn đây là thịt heo nha, thường thường thì mình xay là bên thịt đùi, tại thịt đùi nó có cái màu đỏ đó, thì cái miếng thịt khi mình làm cái nem nó ra nó đỏ tươi thì hay hơn. Nhưng mà bữa đó mình mua thì không khó nên thành ra mình đi mua thịt cốt lết, nhưng mà mình lấy cái phần thịt thôi, mình bỏ hết, mình chỉ lấy cái phần thông thịt như vậy nè, rồi mình mới làm được, chứ mình đừng có lấy cái thịt có mỡ nha, không có mỡ được, mình chỉ lấy phần thịt thôi. Còn thịt đùi thì mình lấy thì mình cũng phải lóc, cũng như mình lấy cái phần thịt màu đỏ ra, khi ra cái nem á mình làm nó sẽ màu đỏ, nó đẹp hơn. Nhưng hôm nay không có thì đấy, thịt mình đã thái xong nha, bây giờ mình xắt nha. Mình xắt cũng giống như xắt thịt bò đặng lận hùng 600 g. Đó, bịch thịt của mình đó. Hai bịch mình đã bịch như vậy rồi, bây giờ mình đem để tủ đá nha. Lấy tiêu hột nha, phải có tiêu hột và tiêu bột luôn. Nguyên liệu mà tiêu tỏi ớt á, của mình á, là tùy theo cái gu mình ăn nha, là cũng như mình thích ăn cay nhiều thì mình cứ để ớt nhiều, tỏi nhiều thì mình cứ để tỏi nhiều. Mình cắt bằng cái kéo, mình không cắt bằng gì. Bây giờ mình lấy cái bịch ni lông ra sẵn đó, cho mình sẽ phun ra như thế này. Thật hồi nãy mình lấy á, để mình để vô đông đá á, bây giờ nó lạnh rồi, bây giờ bắt đầu mình xay nha. Bây giờ mình để vào máy xay, máy xay của mình nè, mình để vô. Mình xay cho đến khi dồn về một phía là được rồi nha, đừng có xay nhiều. Để thịt vào cái thau ha. Rồi bây giờ mình nêm nha. Cái này là bắt buộc mình phải rửa hai cái tay mình cho thật là sạch, đặng mình nhồi cái phần này, chứ mình không có xài rau được, nó dính lắm. Nên nhớ có phần đó, phần một tay ra nha, phần nhỏ một cái này nè, là mình sẽ để vào bì nha. Còn cái phần lớn này mình sẽ để vào phần thịt ha. Đường một muỗng cà, một muỗng canh, chứ một muỗng canh đường, nửa muỗng muối nha, một muỗng canh muối, phân nửa của phần tiêu này nha. Mà tiêu này
Còn tỏi cùng ớt mình sẽ để sau nha. Cái bịch nhỏ trong cái bột nêm á, mình sẽ để vào ướp vô phần bì nha. Rồi sau đó mình hạ trộn thịt. Để con nửa bì thôi. Mình để con nửa tỏi nha. Con nửa tỏi. Cùng của mình để mình đóng gói mình xong rồi đó. Rồi mình chia vào mình đóng gói nha. Mình đóng gói đơn giản hồi nãy bịch nha, mình đã để sẵn rồi nha. Đã lấy bịch ra mình để sẵn đây ha. Rồi mình để chia cái phần này là hai cái nha. Rồi mình để vô đem cái. Rồi bây giờ mình đi rửa tay rồi mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Vô quá luôn cho nó nghỉ rồi. Những gì mình đã giới thiệu với các bạn thì các bạn làm đúng như trang những gì mình làm đó thì chắc chắn là rất là ngon lắm. Mình qua bên này là coi như là đúng 10 năm ha, rồi 10 năm rồi. Nhưng mà mình đã biết làm cái này là 8 năm. Có một cô là bán quán cơm ở ngoài Đà Nẵng á, đã chỉ mình làm khi mình mới qua bên này. Nên thành ra mình đã có kinh nghiệm rất là nhiều về cái món này. Rồi bây giờ mình chuẩn bị làm nem thịt bò nha. Cũng tương tự giống như nem thịt heo. Một muỗng canh đường nha. Nửa muỗng canh muối. Còn hết thì thêm vô luôn nha. Đây thì thịt đó. Rồi, mình ta đi trộn. Khi mình quên cái bột nem. Nem đi vô nha. Mình gói nem xong mình để vào tủ lạnh ngăn mát 3 giờ đồng hồ nha. Sau 3 giờ đồng hồ mình lấy ra thì mình để một nơi cố định. Còn mình sẽ để vào một cái lò nướng. Mình cứ để đó 4 ngày nha. Hoặc 5 ngày, 6 ngày thì tùy mình, để nó chua, để càng lâu thì chua.
nó chua rồi sau đó mình lấy, mình nếu để lâu ăn nữa thì mình sợ chua nhiều quá nó không ngon thì mình sẽ để vào tủ ngăn mát nha. Sau 4 ngày mình tháo nem của mình ra nha, đây là nem thịt bò của mình nè. Các bạn có thấy món nem thịt chua của mình trông hấp dẫn phải không? Mời cả nhà cùng mình làm để cùng làm với công thức này để chuẩn bị cho ngày Tết của gia đình mình thêm vui và thêm có những món ngon hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ Sạc Đan. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở video sau.